quay rõ tình trạng nhá. Niêm phong là đàng hoàng rồi này. Đấy, chìa khóa là cháu phải cầm này. Rồi rồi. Đấy. Đây, niêm phong quả cabo nhá. Xe về Bắc Ninh nhá. Đấy, tôi Trần Đức Thụy ra về Bắc Ninh. Vâng. Chốt con này đây. Chốt con này đây. Niêm phong đây. Đấy. Đấy. Có nghĩa là đặt tiền đấy. Rồi không ai được phép được mở ra nữa. Rồi, đợi đến khi nào ngày đẹp giờ đẹp lên là mở ra là về. Lên, đưa em nó về. Đấy, vâng. Cháu chào chú. Chú ở Bắc Ninh nhỉ? Rồi tôi ở Bắc Ninh. Vâng. Tại sao chú lại tận Bắc Ninh mà lại lên đây mua với cháu cái xe? Tôi cái điểm thứ nhất là tôi thích kênh của Việt Bắc cả đó. Ui, cháu mà cứ đi phỏng vấn nói mồi thế, lúc cay gàng này mọi người trên kênh này bảo là đây anh Cường để lại bảo là mày chúng mày lại mồi cho bác ấy nói gì. Quan điểm của tôi bây giờ là tôi chưa lên xe này mà tôi mới giảm tiền. Đấy, ừ, bác ấy đang cọc chúng tôi đã cọc tiền năm triệu. Tôi xem thấy mo ngày lên đấy quan điểm số điện thoại cho cháu xin số điện thoại 0976 0976 656. Lúc cháu cắt cái số điện thoại của bác đi 6 4 4 2. Tôi nên đây là quan điểm là xem nhiều loại xe, nhưng mà có một cái con xe Toyota Go mình được ý mình nó không giá thế này mà xe chất lượng mới tất cả phải trái. Ban đầu là chú xem con khác, ban đầu xem con khác, nhưng mà tôi đến chậm thì có người tôi chỉ thích con xe thôi đây. Tôi mực thì có khách đến rồi tôi nhường luôn, tôi lại cho con khác. Chú ấy đến gửi hôm qua nhưng mà đến xem thì lúc ấy đang xem WeGo. Thế là WeGo cái tay đến sau đấy, chú luôn tay đi sau nó muốn thấp lắm này, nó vào đi rồi. Cháu lấy con này và cháu lấy con này, tôi nhiều máy, tao lấy lẻ mà trước thứ tự nhá. Mày sẽ thích trước camera, tao đến bây giờ, đến bây giờ. Đó, người ta lấy cái con này rồi, thế nhưng mà mình lại được con kia thì mình đấy lại đang thăm. Đấy thì chú cứ về chú xem ngày đẹp thì bảo cháu. Một là chú lên đây đánh về, hai là cháu còn cháu ship xuống cho. Ship thì xuống thì... Thích cực đấy. Mà giấy tờ mua bán cho. Rồi, cho một tờ đấy mọi. Cho anh lợi căn cước. À, lại bán cho ấy, bán cho người nhà ấy thì bảo chụp cái ấy. Tôi rất yêu thích bởi vì người trong công tơ thôi. Mình nói bán hàng chuẩn là cái nào là in luôn. Chất lượng đi chan luôn nào. Tôi cứ bộ nhất là con dài thôi. À đấy. Lúc nào cũng phải kênh này. À. Có rất nhiều kênh bởi vì tại sao trong máy của tôi là kênh về xe nhiều đúng không? Kênh về xe bởi vì mình đam mê rồi. Đam mê. Vâng. Đam mê thì mình có giấy tờ thì mình rất đam mê. Cái này về kênh này thì nên là đấy là con con pho. Dạ vâng ạ. Con đấy là con pho te 209 nhá. In một cái tờ ra cho mình cho viết ngoài là được. Không cần em, không cần, nó có mẫu mới riêng rồi. Căn cước có cần căn cước rồi để anh làm cái giấy gọi là giấy tặng tiền để mua thôi mà. Còn khi nào mà mình rút hồ sơ sang tên không thì sẽ tính mà. Đấy nó vẫn đang sửa. 3 ngày nữa đấy. Đầy mẫu đây. Cái này là cơ bản thì bây giờ anh phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ, rửa đấy, nó sạch sẽ hơn. Trong giấy mua bán xe trong cái kia. Thường nếu mà 2 thằng thì buổi sáng xong, 1 thằng 1 ngày chưa xong. Anh nói tí em xem này, đằng sau lấy bàn trải có tí một, chứ mày đơn giản. Mất thời gian lắm. Con này về cơ bản nó là bản cũ. Từ nóc và chạy nó rất sướng. Anh đã được anh bản thân anh chạy con này từ Bắc Giang về, em mượn Bắc Giang. Chạy thẳng dưới Bắc Giang này. Nếu còn lúc chạy đấy về thế nào con chưa cần là làm gầm lên biết gì đâu. Mà chạy khá là ok rồi. Vì xe nó thuộc phân khúc C rồi. Có giả có đầy giấy mua bán mà không đâu. Đây, ở trong này chú xem ở trong này. Thế là hôm qua chú cháu nhắn tin là chú tức là sáng nay chú lên luôn. Đây. Nhắn tin thì hôm qua là gọi điện trước, nhắn tin nhưng mà nhắn tin kia xong đêm qua làm thì bảo là bây giờ biết tay. Vợ con với cả cháu gái nó bảo tôi bố bây giờ con mua biếu bố hai chị em nó để đưa cháu đi học. Còn nhà thì dịch vụ đây tôi có hai con, bây giờ tôi về nhà tôi hai con mà hai con. Con nghĩ là thay đổi con đắt hơn nha con. Thế nhưng mà mình già thì mình không thích chị gái to bởi vì đi nhà ông này ông lại kết đi phượt. Đấy. Một mình ông còn đi xe máy hết Hà Giang. Thế nhưng mà mê cái con xe này là mình thôi là thế chuyện này đưa được bà đi phượt. Đưa đi phượt vợ con đi được. Thế mà các cháu ngồi đưa đi học. Đỡ sương gió mưa gió cũng khó. Wow. Mình thích mình yêu mà tôi mua con xe này cháu nó mua thôi, tôi có tiền đâu tôi. Tốt rồi. Có
có nó theo hố cố lên một đấy con xe tầm tiền tôi gọi là từ nó là nước mà hôm nay được ý tôi là con xe này nó cơ bản là tôi thích cái điểm nhất là tôi thích trong được ý của tôi đấy, cái điểm thứ hai là tôi không có gì để chế tay cả và bây giờ mua xe nước cũng vẫn phải sơn bởi vì trước về nhà con đôi khi còn vang lên một tí sơn sơn nó bình thường bình thường mình phải nói cho con bình thường quan trọng nhất là máy móc chưa được ra đó quan điểm của tôi bởi vì nếu máy móc ra thì tiền nó thấp đi nó tính đến con xe đấy chứ không thể máy móc ra mà đưa cái giá của máy móc ra mà đưa một tầm tiền cao người ta nghe đấy là cái việc công thực với nhau thế còn tôi được ý của tôi là mẹ tôi rất tốt hạ bây giờ về quan điểm mà thầy mo giải quyết nào được tôi điện lên tôi ngày tôi lên tôi thấy à, lúc chú đi đây là mất mấy tiếng đồng hồ? Báo nó báo có 1 tiếng rưỡi lên đây mà đi đường chắc phải bị mất 2 tiếng đấy. Đi đường này nó có cái đi đường này chưa ghi chữ giờ. To à, chú Nguyên nhé. Cứ ghi chữ không đẹp nhưng mà phải ghi to. Đấy thì ngoài cái đấy ra thì lại có anh bạn này ở trên Định Hóa là cũng cọc luôn cả con xe ô tô các bác nhé. Còn phó té à? Thế vừa anh ôm bên này thế không quay vừa anh có nói thủ hạ tiền rồi bao cả tiền thì không quay không anh kia anh lại không thích quay anh ở Hà Giang cái gì lấy xe thì không thích quay muốn bao cả anh kia không thích quay lấy tôi ở trên này máu thế thì vui tiền nữa thứ tôi chỉ có 100 ngày đi ra một trên xong xe là xin phép nhưng mà anh em đấy kể cả bài đăng bảo đã bán rồi cũng đừng có đăng thôi đấy thế tức là họ có thể là nhiều người hay là cán bộ bên đấy khả năng có người không phải cán bộ đâu, thế em bảo mà anh ấy làm cây cảnh có cái ở điều hòa nó xuống nó rung anh rung cái có một tí chuyện trò người kinh mình chứ không phải có tí ở Hà Giang tại chứ không phải dân tộc không? Không phải đâu, người Hưng Yên này đâu á, bây giờ lại đi di chuyển về Hưng Yên để thăm họ hàng ấy lấy xe gì anh lấy cái Mazda 6 hơn 500 còn đấy anh bán thành ra hòa tiền còn nếu mà nói về tiền cơ hội thì thành ra là lỗ Mazda 6 là 2 người bên đấy. Con vợ già thì phải chấp nhận đôi khi là nhờ con nó nằm đến đâu rồi. Con xa rồi. Nếu con nào nó đi thì đi ngay, còn không đi đâu con nằm nó càng nằm thì chậm đi trong hàng rồi con nước hàng. Đúng rồi. Nếu không con tồn tại thì trong xe trẻ ra chứng nào cũng trong hàng cũng có nhưng mà xa rồi thì chấp nhận. Con thì thôi nằm lấy chục củ con thì nỗ năm củ con thì lại hóa thế con thì vài chục củ cái chuyện đương nhiên đọc khách nào con này muốn kia chứ con này muốn kia còn trong quá trình thì đấy là trong cái quá trình làm ăn thế nhưng mà cũng có nhưng mà đấy là chú hiểu thế thôi còn nhiều người không hiểu đâu nhá nhiều người họ bảo mình hiểu biết bằng xe cái số ông nào giờ 30 với 50 cũng bằng xe bảo thế thì chết thế thì cháu không phải bán xe người ta bảo không mà tin người bán xe người ta bảo không tin là bởi ông nào hỏi con xe làm sao thì chẳng qua công chẳng có nói xấu chỉ 1-2 điểm con cũng bảo con này tốt lắm ngon lắm bán xe ai thì nói thế mà nhưng đến với kênh thực tế nó phải người thực thực đấy thì tại sao cháu lại bán được như thế này? Nên tôi ở Bắc Ninh đây mùa rất ít mà tôi xa nhé, vẫn hơn trăm cây. Bác đi mùa là bác từ Bắc Ninh hai Bắc đến Hà Nội. Nhà gần. Chứ bác ít. Tôi xuống Hải Dương là gần nhất, 25 cây thôi. Thành phố Hải Dương thì không thiếu gì xe. Đúng rồi. Cái bãi xe là mấy trăm cây. Hải Dương tôi đi, tôi có đi trong Hải Dương có mấy kênh 4, 5, 6, 7 bãi. Còn Hải Phòng nhé. Hải Phòng tôi xuống gần lên đây. Vâng. Đấy, tôi chạy cao tốc rất gần. Bác tận gần Chí Linh cơ mà. Tôi sát Chí Linh Hải Dương cả nhà máy bây giờ phải đại luôn mà tôi vào đây tôi mua xe. Tôi thích. 300 bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Thích thì tôi biết. Mình con 300 thì bao cả ra tên rồi. Đấy 340 vào ra tên các bác nhé. Có cái anh gì mà người Hà Nam ấy bảo mua về cho vợ thì thông cảm giúp em nhé. Tối qua gọi điện rồi nhưng mà đấy mua anh một cái buổi sáng nay thì anh ấy gọi bảo bây giờ là 10:37 giờ này mà mua một cái tài sản lớn thế đúng bớt được mấy triệu đấy không tắt tôi chưa mua đại lý xe nào kiểu này nhưng giá xe mới tôi bớt được chục cơ ô thật giá xe mới người đó giá xe mới xong đấy đi kèm lạc đây lại bắt ông mua cả hành trình có 800 1 triệu thành 4 triệu nhưng đây một xe bớt được mấy triệu mà chưa ra bánh trưng nào bảo ra lọc cho nhưng mà chưa ra bảo cho thân trẻ đó là cái cân trà thái nguyên đặc sản của người đấy đó, một chè này uống nguyện chè luôn. Thằng tên là con tuyên tôi nó nghiện cái kênh này, nó cứ bố phải lên con đưa bố lên, một tôi đi mua chưa là với con này xe này tôi không hiểu là nó chú, tại sao không xem tôi không để ý đến nhiều cái đâu, thấy thì mình nhích thôi. Cháu biết thì nghiện là dở rồi, nghiện là mất tiền đó. Bởi vì tôi đi nên tại sao tôi đi Phật không là cái tôi tìm hiểu xe nó hay kỹ.
Vâng. Mình thích cái trang này là mình sẽ đăng tải lại và mình xem cái trang ban đầu vẫn thì 248. Mà nên không thực tế thì tôi đã có vấn đề mình trao đổi nhau là không thực tế. Bao làm đẹp. Để tôi mất công cho nên. Đấy, à, bạn hôm nay là đang đặt cọc bao nhiêu tiền nhỉ? 10 triệu. Đang cải cây gì bảo con xe này. Giá xe là 208 triệu. 208 và bao rút hồ sơ. Tôi mất công, thêm mất công từ xăng dầu tôi từ ở quê lên đây. Cảm giác mất vui mà tôi nói dân nói ngay, nói to nữa. Bởi vì cái cây đưa lên không thực tế. Mà tôi đi mất ngày mất buổi xăng xe của tôi. Chạy từ lên đến còn một thời gian mà tôi không phải là. Mặc dù tôi ở nhà lớp chè không làm gì đâu, nhưng đi mất thời gian là tôi cũng thích. Rất là vâng, thì cảm ơn chú với em rất là nhiều. Còn cháu thì bán hàng theo cái phương châm nó là cái sự thật. Nó là đến nhau cháu nói thế. Rất vui là đến thì kiểu một câu mà đến đây thì thấy nó như thế là ok rồi. Cũng có sự ok rồi. Đấy, cháu cảm thấy rất vui cái điều đấy. Chắc chắn những người thứ hai mà mua con xe này của tôi chắc khó kiếm. Bởi vì tôi đã tra mạng từ thiện cỏ các nhá. Thiện cỏ trong ngoài trong chân nó rồi. Thế nhưng mà từ trong miền Nam, Tây Nam Bộ đến Hải Phòng tôi tra đến chỗ các kênh thuộc rất nhiều mà chưa từng con nào như thế. Nó như hàng độc. Vâng, đúng rồi. Nó chạy quá ít mà. Hàng độc chạy ít, thương hiệu của thằng này thì không mấy người ta ra. Vâng, đúng rồi. Xe cũ nó ít. Vâng. Mà cái ý của tôi này, cái thích của tôi là xe nhỏ gọn mà tôi đi trong gia đình của tôi. Vâng, đúng rồi. Được ý của tôi thích thế. Xe tôi mua đúng nước luôn. Vâng, đúng rồi. Nốt của nó còn nguyên. Nốt còn nguyên. Còn nguyên luôn. Kính các còn nguyên thế là mình mua đúng xe nước của mình. Mà được ý của tôi. Mà tôi đang tìm những bản A, bản xà bách. Đơn giản dần chở luôn, chở con một cây dài kia, tôi không yêu, không dòng nữa. Đo ở đấy xong mà, đo ở đấy xong. Dài nhà có rồi, đo cả sải luôn. Mình với Tuấn thì thực ra quen biết nhau, cũng là khách hàng thôi, máy tính thôi. Hai anh em là đang làm cái hồ sơ cho hai bác đặt tiền. Đấy. Tuấn này làm bao cả ra tên nhá. Đấy, thêm cả cái dòng cam kết các thứ vào cho anh đàng hoàng. Đấy. Em biết đấy đi. Có người bạn mà mua ở đây. Đây, hôm qua mới mang về đấy. Ngày đấy em cứ bảo là trong 10 ngày đi, em cứ ghi 10 ngày đi. 10 ngày từ khi đặt xe. Đấy. Thế là được. Chiều đấy. Là buổi chiều ấy. Là phải mang về rửa ráy buổi sáng thì đấy khách hàng đang đến từ 5 giờ. Các bạn, từ sáng giờ thì Việt Bắc Ca đã chốt được 4 con xe và đã giao được xe tay khách hàng đến một con thôi, còn đâu là toàn bộ là đặt cọc hết. Đấy. Con này thì là con Forte và em đã lên rồi này và bạn đang đặt cọc 10 triệu này. Con này em bao làm đẹp hết tất cả mọi thứ, xe phân khúc hạng C bản đủ, xe có cửa sổ trời đàng hoàng. Đấy. Thì hiện tại thì trong showroom thì cũng không còn nhiều xe lắm các bạn ạ. Còn một số xe thôi, với lại ngoài nơi dọn nữa còn 4-5 con nữa nhưng mà chưa về, em chưa quay cho các bác được. Trong này hiện tại thì đang còn mấy cái con gọi là đời nó hơi cao đấy, bao gồm có hiện tại hai con bán tải đằng sau còn nữa đấy, con Parero Sport ở đây, con bán tải đây không đấy, còn một con nữa là con này đời 2019, con này thì em mịch mới lấy ở trên Lạng Sơn về. Thì con này của nó là cũng thuộc dạng là hàng cọp và siêu lướt các bác nhá, còn rất là đẹp luôn, một chủ từ đầu đấy. Đấy, lốp cho các thứ là tất cả mọi thứ nó còn nguyên cái trạng hết. Con này thì em đã nhận cọc rồi nhá. Sáng nay em đã nhận cọc con này rồi. Đấy, còn mấy con ở bên trong này nữa thì cơ bản trong này thì mấy con này đang không bán được. Một con của em mịch, một con kia thì em bán rồi đợi ngày giao. Con Focus kia em cũng bán rồi đợi ngày giao và đến lượt cái con này. Con này thì hiện tại nó là đời 2013 số tự động và em đang bán 230 triệu nhá, dòng sedan. Đây. Đấy, máy zin hết toàn bộ các bác nhá. Đấy, để em xem đằng sau còn con gì không thì em giới thiệu thêm các bác. Trong này là cái nơi để tiếp khách đây, các anh em đã thứ đang ngồi nói chuyện các thứ ở trong đó. Đấy. Em đằng sau này nào. Đằng sau này thì còn mấy con nữa thì tiện em giới thiệu cho các bác luôn. Đấy. Đây, đấy, chú cứ ngắm lại con xe của chú đi. Vâng. Đây, chú ngắm lại. Đây chú rất là lấy về Bắc Ninh. Vâng, đấy lại phải rút hồ sơ thứ về Bắc Ninh. Vâng. Rất đấy. Cho nhưng mà cá nhân chú là chú thấy con này đẹp không? Cá nhân chú thấy tuyệt vời. Vâng. Chú ý chú bảo vâng. Con xe này nó
nguyên bản nó. Vâng, đấy. Cả con xe còn nguyên hết mà. Nguyên hết. Cháu mua cho biết. Đấy. Thì con này mà chú phục vụ nhu cầu mà đưa con cháu đi học rồi là đi quanh làng, đây quanh là phố. Quà của con gái và con gái. Con trai. À, tặng bố đúng không? Quá tuyệt vời. Đấy. Dáng rất xinh. Vâng. Cho chúng không già lắm á. Vâng đúng không? Nữ gia đình ai đi cũng được. Vâng. Mọi nữ tuổi đều. À đấy. Vâng. Nói chung là con này cháu thấy đi đẹp và đi nó cũng rất là thoáng xe, dòng máy của Toyota mà. Điều hòa với thực lạnh, đèn thì cũng đã được độ được, không phải được độ mà được nguyên bản, được nhà sản xuất theo xe là đèn bi đàng hoàng rồi. Đấy. Làm rất là đẹp. Vâng. Rất đẹp. Đấy. Vâng. Nói chung là chú mua con này là chú cái có cái kênh lên là không có đâu, còn thứ hai này. À đấy. Vâng. Chú xem rất nhiều rồi, rất nhiều kênh rồi. Không vâng. Bao giờ có. Vâng. Bởi vì cái con này người ta không bán ra. Vâng. Rất ít. Đúng rồi. Rất những người mua con này người ta cũng ít bán. Ít người ta toàn để đi. Vâng. Thương hiệu này thì đúng là nồi đồng quý đá. Vâng. Nồi đồng quý đá. Vâng. Đấy thì vâng. Đằng sau này là còn mấy con nữa là đang dọn dẹp này, Fortuner máy dầu này. Hôm qua quay cho các bác rồi. Đấy, con Kona này thì hôm qua đi dùng để đi công việc, thế nên hôm nay lại phải cho vào đây để mà rửa này. Kona 2019 các bác nhé, bản 2.0. Đấy, mua một chủ từ đầu. Con này thì đi rất là thích, nó có mấy chế độ lái Eco này, chế độ lái thông minh này và chế độ lái Sport. Sport của nó thì phải nói là đạp một phát là dứt luôn, gọi là bứt tốc luôn đấy. Đấy. Tiếp bên đây nữa là con Honda Civic thuộc đời 2008. Con này thì gần như là zin cả xe. Đấy, chỉ có cái kính này thay, nhưng mà để trong để gara làm đẹp, tự nhiên nó có vết nứt ở đoạn kia 20 phân này, mới thay kính mới tinh luôn này. Đấy. Honda Civic. Đấy, bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp nhá. Rồi giờ quay lại một chút về cái showroom một chút. Đấy, hết xe rồi các bác ạ. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm nay em bán hết mười mấy xe rồi. Hết sạch xe để mà còn vài xe như này thôi, ế thì vẫn ế đúng không? Rồi, ok. Xin chào các bác nhé. Đây là một cái video vlog thực tế trong quá trình mua bán, đặt cọc hay là tại showroom, tất cả những cái quá trình mà đang xảy ra, đang diễn ra tại Việt Bắc Ca. Đấy. Chứ không hề có kịch bản, kịch biết gì ở đây hết đâu. Đấy. Đây là xe của bác nào đây không biết. Bác này bác gọi gì đây? Đấy, còn một con cỏ cỏ này nữa này. Con cỏ cỏ này thì về cơ bản nhá, cuối clip thì em sẽ quay cho các bác. Con này là con đợt trước em mịch em mua cho bố em mịch, và em bố em mịch đổi lên con VinFast và bán cho một con ở Bắc Ninh, bán cho bác ở Bắc Ninh. Bán ở Bắc Ninh thì đây các bác nhìn này, đâm đụng thì không có đâu, nhưng mà nó xước sáp xung quanh hết rồi này. Đây. Đấy. Thì bọn em phải làm lại sơn con này hết, và giá bán dự kiến nó tầm khoảng 150 triệu gì đấy, đời 2009. Đấy, đời 2009, số rích rắc các bác nhá. Đấy. Kìa, đời 2009 các bác nhìn xem. Đấy, số là số rích rắc. 2009, xe 2 chỗ. Đấy, phải làm lại khá khá đúng không? Đấy, rồi. Còn một con này nữa. Đấy, anh em, nhưng mà con này là con số sàn. Con này con số sàn. 120 triệu. Đấy, để đi lại cho anh em đi lại thì vẫn đang bẩn này, suốt ngày đi đánh đi. À, có nghĩa là mang bọn em thường phải có một cái xe gọi là xe công vụ. Đấy, vừa để đi vừa để bán, tức là đánh một cái xe đi làm sơn hay đi sửa chữa cái gì đấy là phải có một anh em đi cùng để đón anh em về, chứ không thể là, vì thường là mang xe đi là phải để luôn ở cái gara đó, chứ không phải là mình đánh về luôn được. Thế cho nên là phải có một con xe đi cùng để chở anh em về, luôn luôn có hai anh em làm cái việc đấy. Rồi. Đây, xe của chú này sẽ phải bấm khóa vào. Đấy. Chìa khóa thì cầm đây rồi. Quay rõ tình trạng nhá. Niêm phong là đàng hoàng rồi này. Đấy, chìa khóa là cháu phải cầm này. Rồi rồi. Đấy. Đây, niêm phong cả cabo nhá. Xe về Bắc Ninh nhá. Đấy, tôi Trần Đức Thụy ở Bắc Ninh. Vâng. Chốt con này đây. Vâng. Niêm phong đây. Đấy. Đấy. Có nghĩa là đặt tiền rồi, không ai được phép được mở ra nữa. Rồi, đợi đến khi nào ngày đẹp giờ đẹp lên là mở ra là về. Tôi đưa em nó về. Vâng. Vâng ạ. Rồi, ok, anh cảm ơn nhiều nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú. Đây, hai bố con đi từ tận Bắc Ninh lên, đi con xe Vios lên đây và xem và chốt con Toyota Wigo cùng với bốn khách hàng khác. Đấy, buổi sáng hôm nay thì em đã bán bốn con rồi. Và con xe thì đây, bác ơi, xe là được niêm phong hết toàn bộ quanh xe, bốn cánh, năm cánh cửa luôn nhá. Đấy, cho nên là không ai có sờ vào đây hết. Chìa khóa đây. Đó, ok. Rồi, vlog một ngày bán xe của anh em Việt Bắc Ca đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.
một cái quả video niêm phong xe.